Vâng, một lần nữa xin gửi lời chào đến toàn thể quý khách hàng cùng quay trở lại với showroom xe đam mê có địa chỉ ở số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương. Ngày hôm nay thì showroom của bên em tiếp tục về thêm cho các bác chúng ta cùng tham khảo với một mẫu xe gầm cao 7 chỗ máy dầu đang cực kỳ ăn khách tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe này của em nó là một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản phun dầu với khối động cơ 2.2 máy Smart Trim. Chiếc xe này sản xuất cuối năm 2021 thì nó đã lên là số điện các chị nhá. Đầu 21 thì bác thấy là nó vẫn là số tay, nhưng mà con này là của em là lên số điện rồi. Vậy thì một mẫu xe form dáng thiết kế hiện đại trẻ trung, trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng, đặc biệt là công nghệ động cơ máy dầu 2.2 Smart Trim mới, giúp cho chiếc xe này mang lại với một cái khả năng vận hành siêu tiết kiệm nhiên liệu. Với mức công bố của nhà sản xuất nó chỉ có hơn 6 lít cho 100 km thôi. Chính vì thế mà dễ hiểu tại sao đây thực sự là một cái lựa chọn hàng đầu dành cho quý anh chị mua một chiếc xe 7 chỗ đi gia đình. Vậy thì ngày hôm nay một chiếc xe mà tất cả tình trạng showroom bên em cam kết cho các bác là còn nguyên zin nguyên bản, không đâm xô, không tai nạn, không thủy kinh ngập nước. Và chúng ta hoàn toàn hãy đem chiếc xe này đi check test chính hãng để đảm bảo quyền lợi của mình và để kiểm chứng cái chất lượng những cái sản phẩm đang có mặt tại showroom của bên em. Và so với cái thời điểm mà chủ nhân cũ mua chiếc xe này rơi vào thời điểm đó thì bác thấy là dòng này đang rất là hot, đúng không ạ? Và cái mức giá lăn bánh ở thời điểm đó có thể lên tới 1 tỷ 500 triệu. Còn bây giờ thì nó lại mất giá, mất 1/3 rồi. Đấy, chưa hơn 900 triệu một chút xíu thôi. Để quý chị chúng ta sở hữu cho em với chiếc Santa Fe phun dầu còn rất là mới là cái chị nhá. Vậy thì chi tiết chất lượng xe ra sao sau quãng thời gian sử dụng thì xin mời quý chị chúng ta có thể cùng dành một chút thời gian và để theo dõi và đánh giá tổng thể chiếc Santa Fe màu vàng cát này để xem liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra sở hữu cho mình ngày hôm nay hay không, được chưa ạ? Đầu tiên thì các bác có thể đi ngay giúp em vào cái phần đầu xe nhé. Thì các bác có thể thấy là với chiếc xe này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế phần đầu xe phải nói là vô cùng hiện đại, đúng không ạ? Và nó mang hơi hướng của tương lai thì đúng hơn. Đầu tiên chúng ta có thể thấy là hệ thống đèn pha của xe thì nó sẽ chia làm hai tầng. Phía trên này thì các bác sẽ có cái đèn xi nhan. Đấy, và khi mà chúng ta tắt đèn xi nhan thì nó sẽ chuyển thành đèn LED định vị ban ngày, kết nối với cái phần sọc phía dưới này nhá. Rất đẹp mắt. Đó, các bác nhìn này, cái này đèn định vị ban ngày này. Và hệ thống đèn pha chính của cái phiên bản phun dầu này cũng được trang bị với hai bóng đèn bi siêu sáng. Được chưa ạ? Đương nhiên là chúng ta có thể thấy điểm nổi bật thứ hai đó chính là cái mặt cản ca lăng của các bác có thể nhìn cho em. Đó, thiết kế với những cái dạng tổ ong to bản và sơn màu ghi bạc tạo điểm nhấn. Đó, và chúng ta có những đường form dập nổi trên lắp capo. Thực sự là đây là một chiếc xe phải nói là nó còn quá đẹp các bạn. Và đương nhiên là chúng ta không thể thiếu đó chính là cảm biến cảnh báo va chạm phía trước. Và với phiên bản full này thì các bác còn có cả cam 360 độ vòng quanh xe siêu nét các chị nhé. Và đây, một chiếc xe hàng tuyển chọn thì các bác nhìn cho em này. Các bác nhìn cho em những đường mép của nó đây ạ. Nó phải thẳng tăm tắp như cái chỉ nhá. Đấy, từ cái lớp gioăng cao su các bác nhìn này, không một khe hở. Đó. Đây ạ, xung quanh cái viền đèn cũng vậy này. Bên này các anh chị nhìn với em nhé. Bao zin toàn tập cho anh chị từ A đến Z. Được chưa? Đây các bác nhìn cho em cái phần đèn gầm đây. À, đèn hệ thống đèn pha chính đây. Đấy, hai bóng đèn bi siêu sáng này và kể cả những cái đường mép này, các bác nhìn cho em này. Không một tì vết luôn nhé. Không một tì vết luôn. Đó. Hàng tuyển chọn chất lượng các bác cứ đem đi check test thoải mái giúp em để các anh chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Được chưa ạ? Với phiên bản này chúng ta sẽ có một cái bộ la răng 19 inch to bản thiết kế hình ngôi sao phay khá đẹp mắt. Đấy, dàn lốp mít cái chị nhá. Và ngoài ra thì các bác còn có là xi nhan này tích hợp trên gương này. Và kể cả cái gương chiếu hậu này thì các bác có thể thấy là họ thiết kế cũng rất là thời trang với hai tông màu. Phía dưới này là viền nhựa đen bóng này. Đấy, vâng, và đây là cam 360 nhá. Cam 360 này. Và các bác nhìn cho em này, những cái đường mép này, đấy, phần này. Đấy, nó phẳng, đúng không ạ? Nó không có khe hở và cái đường mép này nó phải thẳng và đều nhá, tăm tắp từ trên xuống dưới như này nhá. Đó, các bạn thấy nó chất lượng chưa? Đấy, ngoài ra chúng ta sẽ có tay nắm cửa thì nó cũng sẽ có hai tông màu ghi bạc và màu vàng cát, có cảm biến khóa mở ở trên này. Đấy, viền chân kính này. Đấy, con này còn có đèn cảnh báo điểm mù trên gương nhá. Rất nhiều công nghệ và tính năng. Có thể nói thì thực sự trong cái vần dòng xe 7 chỗ máy dầu thì Santa Fe xứng đáng được mệnh danh là ông vua của công nghệ. Và đây ạ, tổng thể cái ngoại thất của chiếc xe này theo thời gian nhưng các bác có thể thấy giúp em là nó còn rất hoàn hảo. Rất hoàn hảo luôn các bác nhá. Và như em nói là với công nghệ mới Smart Trim thì bình thường thế hệ cũ thì chúng ta thấy là chiếc xe này tiêu thụ ít nhất là rơi vào khoảng hơn 8 lít dầu trong 100 km/h. Nhưng với công nghệ mới thì các bác thể thấy là nó chỉ ăn có 6,4 lít dầu thôi cho 100 km/h nhé. Còn đường ngoài đô thị thì chúng ta thể thấy là nó ăn có 5,45 lít dầu. Thì nó còn tiết kiệm hơn cả một chiếc Vios, đúng không ạ? Nhất là giá dầu thì bây giờ còn rẻ hơn cả giá xăng.
Đấy, các bác phải thấy là cái tính kinh tế mà chiếc Hyundai Santa Fe 7 chỗ này có thể mang lại cho quý anh chị. Và tiếp tục đi về phần đuôi về sau thì các bác có là một cái đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao nhé. Đấy, phần đèn phía sau của xe nó cũng chia làm hai tầng. Ở phía dưới chúng ta có đèn LED xi nhan này, và phần trên này chúng ta sẽ có đèn LED định vị ban ngày, và họ thiết kế với những dải đèn LED rất đẹp mắt và tinh tế. Đó, các bác nhìn giùm em này. Đấy, xung quanh viền đèn nhé, các bác quan sát giùm em, không một tì vết này, căng đét, được chưa ạ? Và bản này là bản cao cấp nhất, bản premium. Đấy, các bác có logo ở đây nhé, với hệ dẫn động hắt chắc của thương hiệu Hyundai. Đấy, động cơ 2.2D thì nó nghĩa là động cơ diesel. À, phía sau thì chúng ta còn có cả cảm biến cảnh báo va chạm, lip thể thao mạc chrome ở phía dưới tạo điểm nhấn. À, cốp thì nó sẽ là cốp đóng mở điện. Đấy, thì bằng một nút bấm thôi thì các bác có thể thấy là đây. Đấy, cốp xe nó sẽ tự động nâng lên cạnh nhảy. À, rất là tiện lợi đúng không ạ? Và các bác thấy độ mới xe này. Đấy, từ cái nỉ cốp này không một vết bám bẩn luôn. Đấy, nó còn mới tinh tình ấy chị nhá. Kể cả những cái đồ đạc kích thay thế ở dưới này các bác có thể nhìn cho em này. Đấy, gần như là chưa sử dụng một lần nào luôn. Đấy ạ, kể cả túi này. Các bác thấy nó còn chưa kịp bóc ra nhá. Đấy, và đương nhiên là độ zin thì đây, các anh chị nhìn cho em những cái vệt đinh tán của nó này. Nguyên zin nguyên bản này, tường ốc này. Các bác thấy cái độ chất của nó chưa? Đây ạ. Không một tì vết nhá. Con này là không một tì vết các bác này. Màu này thì có lẽ là hợp với các bác mình thổ đúng không ạ? Và đây ạ, cái chi tiết nhựa các anh chị cũng có thể nhìn cho em nhé, trong cái khu vực khoang cốp này. Đó. Các bác thấy chất chưa? Và chúng ta có thể gập cả cái hàng ghế thứ hai thông qua cái nút bấm điện này để tạo lên một cái mặt phẳng để mà các bác có thể là nằm nghỉ ngơi trong những cái chuyến đi của mình. Được chưa ạ? Nó tiện lợi như vậy, còn nếu không thì chúng ta có thể kéo cái hàng ghế thứ ba lên thì các chúng ta đủ chỗ để các chúng ta đi 7 người. Đấy, và đằng sau này chúng ta có cả thể chỉnh cái tốc độ gió nhé, và có cổng cắm sạc này. Đấy, các bác nhìn cho em chi tiết của nó mới chưa? Đấy, phần trần thì đây, không một tì vết các bác nhé. Đấy, xe bao đẹp cho các anh chị. Và loa thì bây giờ nó là trang bị là loa Harman Kardon cao cấp rồi. Đó. Quá nhiều option cho một chiếc xe đúng không ạ? Vâng, và ngày hôm nay thì các bác tiết kiệm được 1/3 rồi so với cả khi mới. Đấy, quá ok luôn nhá. Và anh chị ngắm nhìn tổng thể cái ngoại thất của chiếc xe này giúp em đi. Đấy, xe bao đẹp cho anh chị nhá. Đèn bên này cũng vậy này, các bác nhìn này. Đấy, những đường mép các bác phải thấy là nó liền lạc đúng không ạ? Cái đây ạ. Này, cái phần này gồ lên nó đối leo nhau này, nó phải phẳng. Đó, đường mép cánh cửa nhá. Đó, vậy thì đó là cái phần ngoại thất của chiếc Hyundai Santa Fe 2021. Và bây giờ thì để giúp các chị chúng ta có thể đánh giá cái tình trạng chất lượng chiếc xe kỹ hơn nhá, thì em sẽ quay các bác cái khoang nội thất cũng như là động cơ trước khi chúng ta chuyển xuống kiểm tra phần gầm của chiếc xe này. Vâng, không chỉ có một cái ngoại hình hiện đại trẻ trung mà nội thất bên trong của chiếc Hyundai Santa Fe thì các bác có thể thấy là nó khiến cho những cái đối thủ đến từ các thương hiệu Nhật như là Toyota, Honda phải cảm giác là chạy theo chiếc xe này về độ hiện đại trẻ trung mà nó mang lại cho người tiêu dùng. Đầu tiên thì các bác có thể thấy là một cái không gian mà chúng ta cảm giác là ngập tràn những cái phím bấm. Đầu tiên là vô lăng bọc da cao cấp này. Đấy, trên này chúng ta nghe thoại rảnh tay nhá. Tăng giảm âm lượng có này, điều khiển giọng nói có này, hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường có rồi này, ga tự động giới hạn tốc độ lim, đấy ạ, lấy chuyển số thể thao đằng sau, đèn auto và gạt mưa auto. Toàn bộ cụm đồng hồ chiếc xe này thì nó là đồng hồ điện tử. Đây các bác nhìn này. Đấy, thiết kế rất là rõ nét nhá. Đấy, các bác nhìn giùm em. Đó, xe lăn bánh chuẩn 6.7 nhá. Sai 1 km cũng hoàn tiền luôn. Con này là full lịch sử bảo dưỡng hãng các bác này. Đấy, xe bảo dưỡng định kỳ trong hãng nhá. Ở đây chúng ta còn có cảnh báo lệch làn đường này, mở cốp điện cân bằng tay chống trượt, phanh tay điện tử có luôn này. À, táp lô của xe thì nó kết hợp hai tông màu này, trên lỗ này là bọc da nhá, màu nâu. Đấy, may chỉ tạo điểm nhấn này rất là sang. Các chi tiết viền cửa gió điều hòa là hợp kim nhôm, trên này chúng ta có nhựa mềm này. Đấy, con này là có cái hiển thị tốc độ kính lái HUD nhá. Phải nói là ngập bầu trời công nghệ luôn. Và các bác nhìn cho em cái màn hình giải trí của nó này khá là lớn, bằng ly lông của chiếc kính bóc hết ra để các bác thấy cái độ mới khét lẹt mà chủ nhân cũ đang giữ cho xe này. Nó sẽ có cam 360 và đặc biệt là ở cái đời này cuối 21 như em nói, nó sang số điện thì có nghĩa là chúng ta sang số bằng cái nút bấm đây. Đấy, anh chị ta vào số lùi đây, ấn vào nút này nhá, thì các bác có thể thấy là đấy, nó sẽ hiển thị cam 360 xung quanh. Thì các bác vào P thì chúng ta lại ấn vào P như này, rất là xịn sò. Ở đây chúng ta có hệ thống điều hòa của xe là hai vùng độc lập này. Đấy, các chi tiết những phím bấm và toàn bộ khu vực này thì các bác thấy họ sử dụng vân carbon, sấy vô lăng, sưởi làm mát hai ghế đằng trước. Nhưng mà đây, đấy, các bác có thể thấy đó là một tính năng mà rất là cao cấp, đó chính là những cái chế độ địa hình cũng như là chế độ lái. Thì ở đây chúng ta có chế độ lái thì các bác chỉ cần xoay cái này thôi này, thì các bác thấy là có Comfort, Eco, Sport và Smart nhé. Và mỗi lần khi chúng ta xoay
cái chế độ lái này thì bác có thể thấy là cái giao diện đồng hồ của xe thay đổi thiết kế rất đẹp. Đó, rất tinh tế luôn đúng không ạ? Còn ngoài ra chúng ta còn có cả chế độ địa hình. Đó, chế độ địa hình thì ở đây chúng ta có đường tuyết này, đường trơn trượt và đường cát. Đó, chiếc xe này phải nói là rất nhiều tính năng luôn các bạn. Và rất là nhiều tính năng, có sạc không dây nhá. Chìa khóa thông minh, sạc không dây. Đó, các chi tiết vân carbon các bạn nhìn thiết kế rất đẹp đúng không ạ? Loa Harman Kardon rồi, các bạn nhìn này, rất là mới này. Đấy, tablo tapi không một tí vết nhé, gương chiếu chống chói, đặc biệt là các bác còn có một cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama để mà trong những ngày đẹp trời này, các bác có thể mở ra để ngắm trọn bầu trời những chuyến đi của mình. Thực sự là để tìm một cái mẫu xe mà có thể là đáp ứng những cái nhu cầu đi làm, đi chơi, đi công việc hàng ngày như chiếc Santa Fe này thì các bác có thể thấy là trên thị trường hiện nay không có nhiều đâu, và làm thỏa mãn chúng ta thì thực sự là chiếc Santa Fe này xứng đáng ở vị trí số 1. Đấy, bác có thể thấy là ghế này của chiếc xe thiết kế rất đẹp nhé, với phần trên này thì họ may hình quả chám này. À, ở dưới thì chúng ta sẽ thấy là có đục lỗ tông hơi nhé, và kết hợp hai tông màu nâu và màu đen. À, hai ghế trước của xe đều chỉnh điện, nhưng mà chúng ta thấy là cái ghế phụ ấy, nó có một cái chỉnh ghế nó giống như là dòng Camry 2.5Q, các bác có thể thấy là nó chỉnh ở bên cạnh này để người ngồi sau cũng có thể chỉnh, thêm một tính năng mà rất tinh tế. À, và Hyundai đã học hỏi tính năng này thấy là ở trước Camry rồi, và các bác thấy là ghế da zin nguyên bản của xe này nó cũng còn rất là mới nhá. Ghế da zin nguyên bản này các bác này, ghế phụ và ghế lái chỉnh điện và đều sẽ có nhớ hai vị trí ghế ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có cái bảng tapi cửa, họ phối cũng khá là nhiều tông màu đen này. Đấy, cái chiếc vân carbon này, tay nắm cửa một ghi bạc này. Ở đây chúng ta sẽ có cái kính auto nhá, cái chi tiết các bác nhìn cho em rất là mới luôn. Đặc biệt hệ thống âm thanh thì các bác thể thấy họ thiết kế dạng nổi 3D, loa Harman Kardon rồi, rất là xịn sò nhá. Và độ zin thì đây các bác nhìn cho em này, từng đốc bản lề này, bao zin toàn tập cho anh chị từ Gen Z không một lỗi nhỏ, được chưa? Đấy ạ, từ cái móc khóa này, từ con ốc này cho đến tem mác nhá, năm sản xuất 2011 nhá. Đây, nguyên zin nguyên bản cho anh chị, được chưa? Và tiếp tục với hàng ghế thứ hai thì các anh chị chúng ta thể thấy độ rộng rãi mà chiếc Hyundai Santa Fe mang đến các anh chị. Vâng, đúng ạ. Khoảng hàng ghế sau này chúng ta ngồi thoải mái ba người lớn. Vâng, ba người lớn nhá. Và ghế các anh chị nhìn cho em này, cũng còn rất là mới. Và đây là chi tiết các bác có thể thấy là ni lông còn chưa kịp bóc hết ra luôn này. Đấy, hàng ghế sau gần như không có người ngồi luôn các bác. Đấy, quá đẹp luôn này. Đấy, căng nét nhá. Đấy, hệ thống túi khí thì ở khắp mọi nơi này. Đấy, các bác thấy ok chưa? Về sau chúng ta có cửa gió điều hòa này, cổng cắm sạc này. Đấy, tựa lưng ghế này, các chi tiết bản lề đây, nguyên zin nguyên bản cho các bác từ Hàn Z nhé. Đấy, phần tapi cánh cửa sau thì các bác có thể thấy này cũng rất là đẹp và còn mới tinh tình tình luôn. Cam kết bác không mất một cm keo chỉ là luôn nhé. Đấy, các chi tiết ô tôn các bác nhìn này, xe đẹp nét căng đúng không ạ, nét căng luôn. Thì các chúng ta mua về là các bác không phải làm gì hết. Đấy, chúng ta chỉ việc đi thôi. Đấy, bây tiếp tục quay cho các bác chúng ta với cái bên này để các chúng ta thể đánh giá tình trạng xe nhé. Quá mới luôn và xe chạy chuẩn của 6 vạn thôi. Nhưng mà gần như là chủ đi có một mình nên các bác thấy là hàng ghế sau nó còn mới tinh như này. Được chưa ạ? Từ cái tựa này. Đấy, cái chiếc bản lề nhá. Các bác nhìn về còn nguyên vạch sơn ở trong hãng ra này. Đó, quá ổn luôn. Đây ạ, tiếp tục quay các bác cái bản tapi cái cửa phía trên nhá. Đấy, các anh chị thấy độ đẹp của nó này. Không bàn về chất, con này thì không bàn về chất. Nhưng mà phải nói là máy em đang để nổ từ nãy giờ, nhưng mà cái công nghệ động cơ Smart Chim mới thì cảm giác như là chúng ta đang đi máy xăng chứ không phải đi máy dầu. Và gần như các anh chúng ta đạp ga các bác thấy thế hệ này nó không có độ ì. Đấy, đây là một cái tính năng mà rất là hay. Công nghệ động cơ mới của Hyundai thực sự đáng nể các bạn. Đấy, tam lô các bác nhìn về em này. Đấy, ghế này căng đét luôn nhá. Đó, con này rất là chất lượng luôn này. Bao zin nguyên bản toàn tập cho anh chị nhá. Đấy, từ nóc bản lề đây. Đấy, xe đẹp xuất sắc. Và vậy thì để giúp các chúng ta thể đánh giá tình trạng chất lượng xe kỹ hơn thì em sẽ quay cho bác cái khoang động cơ nhé, để các chúng ta thể đánh giá tình trạng xe ra sao sau khi ra sử dụng. Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ với cỗ máy 2.2 turbo thế hệ mới Smart Chim. Đấy, đây là cái công nghệ cốt lõi này các bác này. Đấy, và em đang nổ máy nhưng bác thấy là tiếng động cơ nó quá êm luôn. Và bao zin bắt từng đốc nhé, anh chị nhìn cho em này. Đấy, đương nhiên cái xe lướt như này thì không thể là có lỗi được đúng không ạ, anh chị nhìn này. Đấy, từ ốc cabo nhá, hay tấm nỉ cái gầm này. Đó, các bác cứ đem đi check test thoải mái giúp em đây. Máy của nó đây đang chạy nhưng mà nổ êm thín thít. Ụ giảm sóc này. Đấy, ốc cabo này. Vâng, như này thì các anh chị đã cảm thấy yên tâm về chất lượng cái xe này chưa ạ? Vâng, vậy thì ngày hôm nay với chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản phun dầu 2021 màu vàng cát, showroom bên em đang chào bán ra cho các bác chúng ta con số là 1 tỷ 080 triệu. Vâng, 1 tỷ 080 triệu đồng anh chị nhá.
để các chúng ta thể sở hữu cho em chiếc xe này. Vậy thì anh chị nào yêu mến quan tâm thì các bác có thể là ghé qua trực tiếp showroom em ở số 175 đường Gia Định, thành phố Hải Dương. Đây là biển hiệu xe và đam mê. Và hoặc nếu không thì các chúng ta có thể ngồi nhà nhấc máy và liên hệ cho hotline gặp bác Phúc là 0935 32333 để hỗ trợ tư vấn về các thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc xe này, được không ạ? Và thì một lần nữa rất là cảm ơn các chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi, và để các chúng ta có thể đánh giá được cái tình trạng chiếc xe kỹ lưỡng hơn thì xin mời các bác chúng ta có thể cùng em kiểm tra phần gầm của chiếc xe này. Và có rất nhiều người hỏi tôi rằng riêng anh Phúc là làm rất kỹ, quay rất kỹ một chiếc xe, thì cũng xin thưa anh chị là tiền nào của ấy thôi. Tôi thì chuyên bán xe có cam kết chất lượng nên là buộc tôi phải quay rất là kỹ. Ví dụ như này, khi những chiếc xe người ta quay người ta không nâng gầm lên thì các bác không thể nhìn thấy cái răng này, cái răng đầu đây nhá, nó có bị va chạm hay không thì chúng ta không nhìn thấy, vì cái này tôi đã phải tháo cái tấm nhựa ra này, cái tấm thảm bảo vệ ra này thì chúng ta mới nhìn được như thế này. Đấy, đây nha, dấu nhà máy nha, lúc lắp ráp nha. Cái thứ hai, những cái chân đỡ cắt nước bằng nhựa nhá, nó va chạm thì nó gãy vỡ ngay. Đấy, cái thứ ba là đây, xem là cái đầu sắt xi, đây những cái đầu sắt xi các bác nhìn chưa, đầu răng sắt xi, và từ cái tấm xốp của nó thì tránh va chạm, thì tôi quay cho các bác thấy kỹ nhá, đây nhá. Đấy, sẽ lách vào đây quay cho các bác những đầu sắt xi này. Đây này, đầu răng này. Đấy, nó chuẩn, nó chuẩn thì xe các bác đến các bác xem nó định hình được từ xa, không mất thời gian. Đây, vào máy từ con ốc này. Đấy, tất cả máy này, tất cả từ con ốc đây nhá, không có tháo vặn gì thì chúng ta tránh được cái xe chẳng hạn như là nó bổ máy nó ngập nước chẳng hạn như thế. Đó, đây nhá. Đấy, các bác này, từ những cái thảm này chống ồn của cái này còn nguyên zin nhá. Đây, và cái bộ càng đỡ máy này, vòng lên chữ A này, ốc này zin hết, không bị tháo gì cả. Đấy, thì đó, đó là lý do mà tôi làm rất là kỹ cổ phanh này, xe tập về các bạn. Đấy, được chưa? Vậy thì cái gầm này là gầm được đánh giá là rất là đẹp nữa rồi. Đây là từ cái tấm này, không có vết xước nào. Tôi có rửa qua nước nãy cho sạch đất cát qua cho các bác, từ cái thảm chống ồn này. Đấy, đây nhá, là nguyên bản, không có rách gì cả. Với em nó không bị va chạm gầm. Cái hai gầm này, tất cả mọi thứ này nó như mới rồi. Đấy, khẳng định các bác là như thế này thì chúng ta có thể như xe mới thì có cái gì đâu. Xanh nẹt, không phải nằm vùng nước mối, không han, không dỉ gì. Đây, cái bình dầu của nó này, đấy, chuẩn chưa? Đấy, bình dầu này, vâng nhá, đây nhá. Đó, vâng, cây chuẩn chưa? Đây cầu sau nhé, con này là bản phun hai cầu này. Đây nè, đó, các bác này. Đấy, đây nhá. Đấy, quá yên tâm luôn. Đấy, uy tín luôn các bạn. Từ con ốc này, càng này, tem này, tất cả mọi thứ này, những cái dấu nhà máy này, chuẩn nhá. Và lốp dự phòng treo dưới nhá, bô của nó thì đây. Đấy, và cuối cùng thì chúng ta đi xem đây, những cái hệ thống này phải nói rất mới, con này rất mới luôn. Những cái đầu sassi, những cái ô tôn sau này, đây cái đầu sassi này bạn, như cái đầu sassi này, tôn này, và cái răng nhựa sau nhá, cũng chuẩn men, không có gãy vỡ, không va chạm gì. Đấy, quay như này thì các bác quá yên tâm rồi, đúng không? Sassi này. Đấy, thì các bác sẽ định hình đây là một chiếc xe chất lượng như thế nào, các bác tự đánh giá được, đúng không? Đấy, chứ anh em không quay như này các bác xem thì cũng còn hoang mang lắm. Đấy, hoang mang lắm các bác ạ. Cái phần cứng của chiếc xe thì nó quan trọng, khung gầm máy móc nằm toàn bộ bên dưới, thì tôi quay như này các bác quá yên tâm rồi, đúng không ạ? Thank you tất cả mọi người nhé, và cảm ơn các bác.